Người Do Thái vay mượn mọi nguồn lực. Người Do Thái cho rằng tất cả đều có thể vay mượn được, từ tiền bạc, kỹ thuật, nhân tài đến thế cục. Trong xã hội đầy rẫy sự cạnh tranh này, biết tận dụng triệt để mọi thứ có sẵn xung quanh mới có thể mở đường cho bản thân. 1. Mượn sức mạnh của người khác. Tư duy khác biệt. Người bình thường cho rằng tốt nhất là nên tự mình làm hết mọi việc, nhờ vả người khác rất phiền phức. Người Do Thái nói, tại sao lại không tìm cho mình một cộng sự? Mọi người cùng hợp sức chung tay. Khi mỗi người phát huy sở trường riêng của mình thì lại tiến thêm một bước đến thành công. Theo lẽ thường, ai có thể kiếm tiền bằng năng lực của bản thân thì chứng tỏ người đó có bản lĩnh. Nhưng người khôn ngoan là người khéo léo mượn khả năng của người khác để kiếm tiền. Việc mượn sức này tạo lợi ích cho cả hai bên. Roosevelt là người Do Thái ở Hà Lan. Ông bắt đầu khởi nghiệp ở tuổi 55. 10 năm sau, gia sản đã lên tới 5.2 tỷ đô la, xếp thứ 96 trong danh sách các tỷ phú. Khi ông mới lập nghiệp, người nhà đều phản đối, muốn ông tận hưởng một cuộc sống thảnh thơi an nhàn, nhưng ông vẫn quyết tâm đi theo con đường kinh doanh. Lúc trẻ ông rất thích xe mô tô, thích sửa xe mô tô nên am hiểu tường tận về các linh kiện và cấu tạo của xe. Chính vì thế ông muốn nghiên cứu việc kinh doanh động cơ máy. Sau đó, ông tìm hiểu được lúc bấy giờ có hai thương hiệu lớn cấp quốc gia thâu tóm thị trường động cơ. Roosevelt nhận ra động cơ xe mô tô đang có một thị trường rộng lớn, bèn quyết định chọn lĩnh vực này để khởi nghiệp. Cạnh tranh với hai thương hiệu lớn trên là điều vô cùng khó khăn, nhưng ông lại tràn đầy niềm tin. Ông quyết tâm dựa hơi hai cây đại thụ này. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Roosevelt chọn ra một nhà máy động cơ xe mô tô, cho nhân viên của mình đến mua linh kiện động cơ ở bộ phận sửa chữa của nhà máy đó, sau đó bắt chước lắp ráp lại cho giống và cuối cùng là bán ra ngoài. Vì linh kiện có xuất xứ từ thương hiệu có tiếng nên chất lượng sản phẩm vẫn được đảm bảo. Cứ như vậy, nhờ vào sự trợ giúp của nhà máy kia, con đường kinh doanh của Roosevelt nhanh chóng trở nên thênh thang. Động cơ của Roosevelt vừa được tung ra thị trường, nhà máy này đã phát hiện ra, nên sau đó không bán linh kiện cho ông nữa. Trước tình hình này, Roosevelt lựa chọn chiến lược mua không theo định kỳ. Lần này nhờ anh A đi mua, lần sau nhờ anh B đi mua, một thời gian sau đó lại nhờ một anh C khác đi mua. Cứ như vậy, linh kiện mua về được đem đi phân loại, tiến hành nghiên cứu, sau đó đi tìm hiểu ở một số xưởng linh kiện rồi bí mật thiết kế sản phẩm thay thế. Nửa năm sau đó, nhà máy này mới phát hiện ra và đưa ra biện pháp đối phó. Nhưng lúc này Roosevelt đã nghiên cứu chế tạo ra được sản phẩm thay thế, đồng thời tung nó ra thị trường. Trải qua 2 năm, nhờ sản phẩm thay thế này mà ông thu được 20.000 đô la Mỹ. Đây là nền móng vững chắc cho ngôi vị tỷ phú thế giới của ông về sau này. Đây là một ví dụ điển hình cho việc mượn sức người khác để mở đầu cho con đường dẫn tới thành công. Nếu bạn bồi dưỡng tốt năng lực quan sát và nắm vững động thái của thị trường, có thể đưa ra dự đoán về xu hướng phát triển, sau đó mượn sức mạnh của người khác để củng cố cho nền tảng làm giàu, thì bạn sẽ đạt được thành công vang dội hơn. 2. Đi lên từ hai bàn tay trắng. Tư duy khác biệt. Người bình thường cho rằng không có vốn liếng thì không thể đầu tư. Người Do Thái nói, trong kinh doanh không gì là không thể. Người lập nghiệp thành công thường là người nhìn ra được thứ có từ những thứ không. Phải biết cách nắm bắt thông tin. Muốn thành công thì cần phải có con mắt tinh tường hơn người. Vernon Confels từng được mệnh danh là võ sĩ môn võ tay không. Ở thị trường chứng khoán Mỹ, sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha mất sớm nên điều đó đã nuôi dưỡng trong ông bản tính tự lực tự cường. Những năm đầu sau khi tốt nghiệp đại học, ông vẫn chưa bộc lộ tố chất kinh doanh hơn người của mình, thậm chí ông còn căm ghét tiền một cách khó hiểu. Năm 1954, ông rời Philadelphia lang bạt đến New York, tìm được công việc nhân viên kinh doanh của Quỹ Tương Hỗ. Quỹ Tương Hỗ thông thường do cổ đông cung cấp. Các cổ đông hùn tiền lại sau đó đầu tư tập trung vào cổ phiếu.
Cách này an toàn hơn việc một mình chơi cổ phiếu. Nơi làm việc đầu tiên của Canfield là một công ty đề ra kế hoạch cho các nhà đầu tư. Vì sao công ty này bị công ty của Canfield thu mua lại? Ông hoàn toàn không có ý định làm nhân viên kinh doanh lâu dài. Đối với ông, đây chỉ là một bước đệm. Ban đầu, Canfield bán cổ phiếu cho công ty của các nhà đầu tư. Nhưng ông không an phận với vị trí một nhân viên kinh doanh nhỏ bé. Ngoài công việc, ông dành ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu về cách quản lý và tổ chức tài chính của quỹ. Không lâu sau, ông phát hiện quỹ tương hỗ giống như một tòa kim tự tháp. Phần thấp nhất của kim tự tháp là nhân viên kinh doanh. Lên trên là bậc quản lý nhân viên kinh doanh. Tiếp tục đi lên là nhân viên kinh doanh cao cấp của khu vực và quốc gia. Ở trên cao nữa đương nhiên là các giám đốc. Cứ ở phía trên một bậc đều có quyền trích phần trăm từ hoa hồng của các cấp dưới. Từ đó, Canfield đã nhìn thấy vùng đất rộng lớn nằm ngoài phạm vi nhân viên kinh doanh. Ông cảm thấy bản thân đã có thể tự lực, nên muốn thoát ra khỏi những bó buộc của môi trường hiện tại, tìm đến vùng đất rộng lớn hơn để thử sức mình. Năm 1955, được sự cho phép của công ty, Canfield đi một chuyến đến Paris. Khi ấy ở rất nhiều nước châu Âu, chính phủ cấm người dân trong nước mua cổ phiếu quỹ tương hỗ của Mỹ để tránh tình trạng nguồn vốn trong nước bị chảy vào nước Mỹ theo cách thức này. Như vậy, thì con đường bán cổ phiếu cho người dân châu Âu xem như đã bị chặn lại. Qua quan sát, Canfield phát hiện ra một vùng đất mới ở cấm địa châu Âu này. Đó là thị trường kiều bào Mỹ. Khắp châu Âu lúc ấy đều có các thương nhân, nhà ngoại giao và quân nhân người Mỹ. Đa số họ đã sinh sống ở đây khá lâu nên đều mang cả gia đình tới nơi này. Lương của họ cũng dần dần gia nhập vào vòng xoáy kinh tế của châu Âu. Nhưng những kiều bào Mỹ này rất có nhiều tiền dư. Rất nhiều người trong số họ đều đọc được tin tức phố Wall đang ở thời kỳ phát triển vô tiền khoáng hậu. Nhưng vì ở xa quê nên không thể đầu tư vào đó. Sự xuất hiện của Canfield lại rất phù hợp với nhu cầu nguyện vọng của kiều bào. Đây quả là một cơ hội trời ban. Nhờ thuyết phục công chúng, Canfield đã bán được rất nhiều cổ phiếu của công ty các nhà đầu tư, đem về được một khoản lợi nhuận lớn cho bản thân ông và cả công ty. Canfield tạo dựng được uy tín nên các nhà đầu tư cho ông ngày một nhiều hơn. Ông nghĩ điều này cũng đủ chứng minh hải ngoại đang tồn tại một thị trường rộng lớn và giàu có. Đương nhiên, thị trường này trước mắt vẫn thuộc dạng tiềm năng, cần phải được khai thác. Đến đây, Canfield bắt đầu nuôi chí lớn, vì công ty các nhà đầu tư trước đây không còn khiến ông thấy hài lòng nữa. Canfield lưu tâm tới một công ty mới, đó là công ty quỹ đầu tư Dreyfus. Hiện tại công ty này có nguồn tiêu thụ rất tốt và có một thị trường rộng lớn hơn rất nhiều so với công ty của các nhà đầu tư kia. Thế nên ông quyết định rời khỏi công ty các nhà đầu tư và gia nhập vào công ty quỹ đầu tư có tiếng hơn này. Ngay sau đó, Canfield viết thư cho công ty quỹ đầu tư bàn luận về tình hình thị trường châu Âu mà ông có nhiều phát hiện mới, đồng thời đưa ra một báo cáo thống kê khai thác nhanh, yêu cầu công ty này cử ông đi đảm nhiệm vai trò tổng đại lý ở châu Âu. Đề nghị này nhanh chóng được đệ trình lên bộ phận kế hoạch cao cấp của công ty quỹ đầu tư. Sau nhiều lần nghiên cứu thảo luận, họ thống nhất cho rằng đây là một kế hoạch vô cùng có lợi cho sự phát triển của công ty. Nếu thành công, có thể mở rộng phạm vi kinh doanh ra thị trường quốc tế. Vì thế, đề nghị của Canfield nhanh chóng được chấp nhận. Không lâu sau đó, Canfield thành lập công ty kinh doanh của riêng mình với tên gọi Investor Overseas Service, công ty dịch vụ đầu tư hải ngoại, viết tắt là IOS. Ban đầu, một mình ông bán cổ phiếu công ty quỹ đầu tư. Nhưng sau đó, ông tuyển thêm rất nhiều nhân viên kinh doanh. Đây là cách sắp xếp tổ chức chuẩn mực của quỹ tương hỗ. Canfield có thể lấy 1/5 tiền hoa hồng từ mỗi cuộc giao dịch của nhân viên kinh doanh. Cùng với sự lớn mạnh dần của đội ngũ nhân viên kinh doanh, thu nhập chích từ tiền hoa hồng của Canfield cũng tăng lên khá cao. Đến đây, ông đã không còn phải đích thân đi chào hàng nữa và bắt đầu chuyên tâm vào việc bồi dưỡng nhân viên kinh doanh mới, hoàn thiện cơ cấu đại lý của mình, đồng thời khai thác mở rộng thị trường đầu tư.
iOS phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Đến cuối những năm 50 của thế kỷ 20, nó đã có 100 nhân viên kinh doanh. Bước chân của họ ghi dấu ở khắp các châu lục trên thế giới. Đội ngũ nhân viên kinh doanh ở đây hùng hậu đến mức một mình Confell có lòng kiểm soát được. Thế nên, ông từ từ xây dựng thêm kết cấu trung gian. Nhân viên kinh doanh của ông được thăng chức lên làm quản lý kinh doanh. Họ có quyền trích lấy phần trăm từ hoa hồng của nhân viên kinh doanh dưới quyền mình. Khi số lượng nhân viên kinh doanh tăng cao, thì lại xây dựng thêm cấp trung gian kế cận. Vị trí của mỗi người được thăng lên một cấp. Cứ như vậy, Confell đã xây dựng nên một tổ chức có kết cấu như hình kim tự tháp. Lúc đó, ông đã không còn cách đỉnh của kim tự tháp bao xa. Năm 1960, Confell đã thu về khoản lợi nhuận 1 triệu đô la Mỹ và hoàn toàn không mất vốn. Trong tay Confell sở hữu một nguồn vốn lớn, lại thêm danh tiếng công ty ngày càng vang xa. Do đó, ông quyết định bước một bước đột phá trong lĩnh vực đầu tư quỹ tương hỗ này. Đó là thành lập công ty quỹ tương hỗ của chính mình. Quỹ tương hỗ đầu tiên của Confell có tên là Công ty Tín thác Đầu tư Quốc tế, gọi tắt là IIT. Công ty này đăng ký thành lập tại Luxembourg, nhưng trụ sở chính kinh doanh, thực tế và địa chỉ liên hệ vẫn nằm chung với iOS ở Thụy Sĩ. Những nhân viên kinh doanh thạo việc và năng động của Confell đều có thể gây ấn tượng với những khách hàng tiềm năng, cho thấy IIT là một công ty lớn, giàu mạnh và có uy tín, với cơ sở đặt tại Thụy Sĩ. Cổ phiếu IIT bán chạy như thời kỳ phồn thịnh của thị trường cổ phiếu. Sau 12 tháng, công ty này đã thu về được 3.5 triệu đô la từ các nhà đầu tư. Số vốn trong quỹ tương hỗ vì thế cứ không ngừng tăng, cuối cùng đạt mức gần 750 triệu đô la Mỹ. Về lâu dài, việc Confell bị hạn chế chỉ được kinh doanh trong phạm vi công dân Mỹ khiến ông luôn cảm thấy bất mãn. Vào cuối những năm 50 của thế kỷ 20, chính phủ của một số quốc gia đã lên tiếng chê trách nhân viên kinh doanh của iOS. Có thể vẫn chưa nhận được sự ủng hộ của Confell mà lén làm trái quy định, bán cho những công dân không thuộc quốc tịch Mỹ một lượng lớn cổ phiếu của công ty quỹ đầu tư thông qua ngân hàng và dựa trên phương thức đổi ngoại tệ. Vì chuyện này, Confell đã quyết định tìm cách xóa bỏ quy định nêu trên ở từng nước một. Ông đi gặp lãnh đạo tài chính ở mỗi quốc gia và nói: các ngài hiện tại đang lo lắng nguồn tiền bị tuồn ra khỏi nước mình, đúng không? Được thôi, tôi sẽ nói cho các ngài hay về cách làm của tôi. IIT, quỹ mới của tôi sẽ trích một phần vốn mua lại cổ phiếu các doanh nghiệp ở nước các ngài. Tuy nhiên, các ngài phải cho phép tôi đưa cổ phiếu quỹ tương hỗ vào giới thiệu với người dân nước các ngài làm điều kiện trao đổi. Cứ như vậy, ông lần lượt thuyết phục được các nhà lãnh đạo ở từng nước. Dần dần, ông từng bước đưa mình từ một nhân viên kinh doanh lên làm quản lý kinh doanh, nhân viên kinh doanh cao cấp, rồi cuối cùng là làm chủ, bước lên đỉnh kim tự tháp của quỹ tương hỗ. Tiền bạc cứ ào ạt đổ vào túi ông. Sau đó, ông dồn tâm điểm của sự chú ý về trung tâm tài chính Phố Wall. Mọi người ai cũng đều biết thị trường cổ phiếu Phố Wall nổi tiếng khắp thế giới. Rất nhiều cổ phiếu bán chạy ở đây đến nỗi đều phải tranh giành nhau mới có được. Confell phải tìm cách vào trong đó mới có đất dụng võ. Thế là ông và các trợ thủ đã nghĩ ra cách rất hay. Theo luật Mỹ, những công ty đầu tư thuộc quyền sở hữu công chỉ được kinh doanh quỹ đa cấp, nhưng những công ty thuộc quyền sở hữu cá nhân thì lại không phải chịu sự hạn chế này. Như vậy, nếu công ty ông thành lập công ty Funds of Funds là quỹ của quỹ, chỉ có một cổ đông thì nó được định nghĩa là công ty cá nhân. Loại quỹ thuộc sở hữu tư này sẽ kinh doanh công khai ở Mỹ mà không bị can thiệp. Nói một cách dễ hiểu, công ty tín thác đầu tư quốc tế về lâu dài không thể kinh doanh ở Phố Wall và những nơi khác trên đất Mỹ. Do đó, việc ông mở một văn phòng công ty tại Phố Wall là việc làm nhất cử lưỡng tiện. Cứ như vậy, các quỹ tư nhân lần lượt được thành lập. Họ đầu tư mạnh tay vào bất kỳ loại cổ phiếu nào, từ những cổ phiếu nóng sốt cho đến những cổ phiếu ế ẩm không ai dám mua. Từ đầu tư bất động sản đến thăm dò dầu khí ở Bắc Cực, họ đều tham gia vào và kiếm được không ít lợi nhuận. Như vậy, Fund of Fund đã không còn là một tổ chức quỹ siêu
cấp đầu tư vào các quỹ khác, mà là một trong số ít những công ty nắm quyền thao túng. Họ mạnh dạn tham gia đầu tư vào hàng loạt các hạng mục mạo hiểm. Cho đến những năm 60 của thế kỷ 20, sau mười mấy năm phát triển, Canfield bỗng tỏa sáng, trở thành người nổi tiếng trong giới cổ phiếu nước Mỹ. Cách người Do Thái kiếm tiền từ hai bàn tay trắng là đi từng bước một, vững chắc và kỹ lưỡng. Thương nhân Do Thái thường nỗ lực hết sức để thực hiện tốt nhất chiến lược mình đặt ra trong mỗi lần kinh doanh, chậm rãi từng bước đi từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, tuyệt đối không từ bỏ dễ dàng. Bắt tay vào kinh doanh từ quy mô nhỏ là cách khởi nghiệp chắc chắn của thương nhân Do Thái, cũng là bí quyết đưa họ tới thành công. 3. Tận dụng tầm ảnh hưởng của người nổi tiếng. Tư duy khác biệt. Người bình thường cho rằng chỉ cần tung ra sản phẩm tốt là được, cần gì phải nhờ ai quảng cáo. Người Do Thái nói, công ty nhỏ tạo ra sản phẩm, công ty lớn tạo nên văn hóa, nhờ những người nổi tiếng quảng bá sản phẩm và thương hiệu của mình. Như vậy sẽ nhiều khách hàng biết đến hơn. Những ai yêu thích thể thao chắc hẳn đều biết tới thương hiệu giày, quần áo và các vật dụng thể thao Adidas. Thương hiệu này có sức ảnh hưởng rất lớn trên toàn thế giới. Nhưng ít ai biết rằng Adidas cũng từng mượn sức ảnh hưởng từ người nổi tiếng. Năm 1900, tại Hohenzollern, một thị trấn nhỏ của nước Đức, cậu bé người Do Thái tên Adi đã chào đời. Adi có một người anh trai và hai người chị gái. Sự ra đời của Adi khiến cho gia đình vốn đã nghèo khổ nay lại thêm phần khốn khó. Lúc bấy giờ, dưới tình hình ảm đạm của ngành công nghiệp dệt may, nên cha cậu đã chuyển sang làm giày. Với sự cố gắng không ngừng nghỉ và năng lực bẩm sinh, cha cậu là Christoph von Wilhelm Dattlers nhanh chóng thành thục rất nhiều phương pháp làm giày. Những máy móc phức tạp và khó điều khiển trở nên ngoan ngoãn dưới bàn tay của ông. Christoph rất nghiêm khắc với con cái. Chứ sự dạy dỗ của cha và ảnh hưởng từ hoàn cảnh gia đình, cậu bé Adi dần trở nên hứng thú với việc chế tạo giày. Năm 1924, hai anh em Adi Dassler bắt đầu học cách làm giày ở trong phòng giặt đồ của mẹ. Họ rất chú trọng tới chất lượng và luôn có những sáng tạo về mẫu mã. Do chất lượng giày tốt nên hàng của họ rất đắt khách. Để mở rộng con đường kinh doanh, hai anh em dồn tâm huyết vào kỹ thuật chế tạo giày. Họ thậm chí còn không nề hà ghi nhớ cả kích thước, hình dạng của chân khách. Nhờ đó, mỗi đôi giày họ làm ra đều khiến khách hàng hài lòng. Nhờ chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nên tiệm đóng giày của họ phát triển rất nhanh. Chỉ trong vài năm đã mở rộng quy mô, trở thành một xưởng giày tầm trung được nhiều người biết tới. Nhưng hai anh em Adi vẫn không vì chút thành công mà từ bỏ nỗ lực. Để ngành sản xuất giày trở nên phổ biến ở khắp thị trường nước Mỹ, anh em Adi đã nghĩ tới việc mượn sức ảnh hưởng từ người nổi tiếng. Trước khi Thế vận hội năm 1936 diễn ra, hai anh em đã tạo ra đôi giày đinh chuyên dùng cho các vận động viên chạy cự ly ngắn. Sau khi họ biết tin kiện tướng điền kinh cự ly ngắn Owens rất có khả năng sẽ giành được huy chương vàng, họ liền gửi tặng Owens giày đinh miễn phí. Sau đó Owens đã không phụ lòng mong đợi của mọi người, một mình giành được 4 huy chương vàng. Cùng với sự nổi tiếng của Owens, sản phẩm của xưởng giày Adi cũng được ưa chuộng trên thị trường, bắt đầu bước ra thế giới. Xưởng giày về sau trở thành công ty Adidas. Đến năm 1954, đêm trước khi World Cup khai mạc, công ty giày Adi đã đặc biệt tạo ra đôi giày đá bóng có thể thay đế, đồng thời đem mẫu giày mới này tài trợ miễn phí cho đội tuyển Đức. Trước khi trận đấu diễn ra, trời bỗng đổ mưa, trên sân bùn đất lầy lội. Đội tuyển Đức vốn dĩ không quá mạnh, nhưng nhờ mang giày Adidas đã trở nên hết sức nhanh nhẹn, càng thi đấu càng hăng hái, lần đầu tiên giành được chức vô địch. Ngược lại Hungary, vốn là đội bóng mạnh lại chiến đấu khá vất vả, cuối cùng đành thua cuộc. Lại thêm một lần nữa giày đá bóng Adidas vang danh trên toàn thế giới. Để mở rộng thị trường, công ty Adidas lấy 2% đến 6% lợi nhuận kinh doanh nhằm phục vụ công tác này. Họ nghĩ đủ mọi cách để khiến càng ngày càng nhiều vận động viên ưu tú và nổi tiếng sử dụng giày của công ty mình. Nhờ sự tài trợ hào phóng của công ty Adidas, tại Thế vận hội tại Montreal có tới 124
trong số 147 vận động viên giành huy chương vàng đã sử dụng giày của Adidas. Tại kỳ World Cup tổ chức tại Tây Ban Nha, có tới 3/4 số nhân viên có mặt trên sân vận động sử dụng các sản phẩm của Adidas. Việc các vận động viên mang giày Adidas chạy bộ, đá bóng mang lại hiệu quả lớn hơn gấp nhiều lần so với bất kỳ quảng cáo nào trên truyền hình. Có thể nói, nghệ thuật tài trợ xuất sắc đã giúp cho Adidas trở thành công ty sản xuất sản phẩm thể thao lớn nhất trên thế giới. Đây chính là nguyên tắc kinh doanh mà người Do Thái luôn đề xướng, mượn sức mạnh của người khác để phục vụ cho mục tiêu của mình. Trong xã hội ngày nay, mượn sức ảnh hưởng của người nổi tiếng để quảng bá sản phẩm không còn là phương pháp độc quyền của thương nhân Do Thái nữa. Các công ty hay cá nhân thành công đều rất chú trọng tới việc mượn tầm ảnh hưởng của những người nổi tiếng. Thậm chí, có thể nói, bất luận là ở đâu cũng đều thấy được những tấm biển quảng cáo có hình ảnh của các vận động viên thể dục thể thao, ca sĩ hoặc diễn viên nổi tiếng. Những thương nhân khôn khéo thường dựa vào sức ảnh hưởng của người nổi tiếng để kiếm tiền, còn người nổi tiếng lại mượn tầm ảnh hưởng của chính mình đối với xã hội để kiếm thêm thu nhập. Nhìn chung, đôi bên cùng có lợi. 4. Tận dụng nguồn tài nguyên có sẵn, tư duy khác biệt. Người bình thường cho rằng, xung quanh tôi làm gì có nguồn lực nào chứ, phải tự lực cánh sinh mà thôi. Người Do Thái nói, không phải ai cũng có nguồn lực hùng hậu. Người biết mượn nguồn lực của người khác để làm giàu cho chính mình mới chính là người khôn ngoan. Từ khi bước vào cuộc sống văn minh, con người đã luôn tìm cách mượn sức lực bên ngoài, điển hình phát minh ra đòn bẩy và bánh xe để tiết kiệm sức lực. Ông vua thép Andrew Carnegie đã từng viết trước mộ bia của mình: người nằm ở đây rất giỏi nhờ cậy những người giỏi hơn mình. Quả thật, từ anh công nhân đường sắt cho đến khi trở thành ông trùm ngành sắt thép, Carnegie đã dựa vào các nhân viên tài năng làm việc cho mình để đạt được thành tựu to lớn trong cuộc đời. Tháng 11 năm 1978, thành phố Los Angeles của Mỹ giành quyền đăng cai Thế vận hội. Một tháng sau, hội đồng thành phố lập tức đưa ra quyết định không cho phép sử dụng quỹ công để chi dùng cho việc tổ chức Thế vận hội. Điều này đã đặt ra bài toán nan giải cho chính quyền thành phố. Thành phố Los Angeles chỉ đành cầu cứu chính phủ Mỹ, nhưng có lẽ do xem nhẹ Thế vận hội, hoặc cũng có thể ý thức được rằng nếu Mỹ tổ chức Thế vận hội thì sẽ bị Liên Xô trả đũa, chính phủ Mỹ bèn phớt lờ lời kêu cứu của thành phố Los Angeles. Thế là ban tổ chức Thế vận hội Los Angeles bắt đầu tìm kiếm nhân vật có thể tổ chức Thế vận hội mà không cần dùng tới tiền của ủy ban thành phố. Tiêu chuẩn lý tưởng họ đặt ra là người này khoảng 40 đến 55 tuổi, từng sinh sống tại Los Angeles, thông thuộc môi trường nơi đây và những vùng xung quanh, yêu thích các hoạt động thể dục thể thao, có kinh nghiệm về quản lý kinh tế cho tới việc tổ chức các sự kiện quốc tế. Màn hình máy tính điện tử không ngừng chuyển động. Sau hết lần lựa chọn này tới lần lựa chọn khác, cuối cùng máy tính cũng đưa ra cái tên có tần suất xuất hiện nhiều nhất: Peter Alper Roth, một người Do Thái. Thế rồi ban tổ chức gửi lời mời thầu tới Peter Alper Roth. Đây là lần đầu tiên có cá nhân đứng ra tổ chức Thế vận hội. Tuy tiềm ẩn cơ hội phát tài, nhưng cũng đồng thời phải đối mặt với rủi ro vô cùng lớn, người bình thường sẽ không dám nhận lấy. Thêm vào đó, những lần trước, khi các thành phố tổ chức Thế vận hội, chính quyền thành phố đều chịu tổn thất. Năm 1972, thành phố Munich của Đức tổ chức Thế vận hội lần thứ 20. Đến nhiều năm sau vẫn chưa trả hết số nợ công dùng cho việc đăng cai. Năm 1976, thành phố Montreal của Canada tổ chức Thế vận hội thứ 21, bị lỗ tới 1 tỷ đô la Mỹ, khiến người dân Montreal oan thán. Năm 1980, thành phố Moscow của Nga tổ chức Thế vận hội lần thứ 22, chi phí lên tới 9 tỷ, mức lỗ cao chưa từng thấy. Năm 1984, Thế vận hội mùa đông được tổ chức tại Leipzig, nước Mỹ, và cũng trở thành một thất bại trên phương diện tài chính và tổ chức. Xét theo lịch sử tổ chức Thế vận hội thì có thể nói đây là một tai họa về phương diện tài chính đối với thành phố đó. Ai đứng ra đăng cai, người đó phải không tiếc máu xương. Huống hồ gì lần này
là tại là Uber Ross đăng cai dưới hình thức cá nhân. Mặc dù hiện thực là như vậy, nhưng Uber Ross vẫn không lùi bước. Ông nhận thấy đăng cai Thế vận hội là một cơ hội để bản thân đương đầu với thách thức cực lớn. Vì thế, ông vui vẻ nhận lời đề nghị của ủy ban thành phố. Thế vận hội là nơi thu hút sự chú ý của cả thế giới. Đối với một quốc gia, một dân tộc, một thành phố, có thể tổ chức Thế vận hội là một vinh dự lớn lao. Tuy nhiên, chi phí khổng lồ của Thế vận hội thường khiến cho ban tổ chức hết sức đau đầu. Chính chi phí quá lớn này là mấu chốt của vấn đề, khiến cho mọi người phải đắn đo làm sao để kiếm đủ số tiền ấy. Tuy nhiên, dù sao Uber Ross cũng là một người khác thường. Nếu không thể nắm chắc thành công thì ông đã không tiếp nhận nhiệm vụ đầy thử thách này. Uber Ross quyết tâm sử dụng tâm lý cạnh tranh của mọi người để nâng cao mức tài trợ. Ông quy định chỉ tiếp nhận 30 nhà tài trợ cho lần đăng cai Thế vận hội này. Hơn nữa, mỗi ngành nghề chỉ lựa chọn một công ty. Mỗi công ty phải tài trợ tối thiểu 4 triệu đô la Mỹ. Nhà tài trợ sẽ được độc quyền bán sản phẩm của mình trong Thế vận hội. Cứ như vậy, các công ty lớn đành phải cố gắng nâng cao tới mức tối đa số tiền tài trợ của mình. PepsiCo và Coca-Cola xưa nay vốn là đối thủ cạnh tranh của nhau. Mỗi kỳ Thế vận hội đều trở thành chiến trường khốc liệt của hai hãng. Vào Thế vận hội tại Moscow năm 1980, Pepsi chiếm thế thượng phong, dù phải bỏ ra nhiều hơn, nhưng dù sao cũng gây được tiếng vang, nâng cao được lượng tiêu thụ hàng hóa. Coca-Cola dù vẫn luôn ở vị thế đàn anh, nhưng chỉ một chút sơ suất đã bị tụt lại phía sau. Thế vận hội này ở Los Angeles, Coca-Cola quyết tâm nhất định phải lấy lại thể diện của bậc đàn anh. Uber Ross đưa ra mức giá 4 triệu đô la cho hai công ty ưa thể diện này. PepsiCo vẫn còn đang đắm chìm trong chiến thắng từ Thế vận hội Moscow, vì thế không có sự chuẩn bị đầy đủ cho lần đấu giá này. Còn Coca-Cola lại tính toán rất kỹ, bất giác nâng mức tài trợ lên tới 13 triệu đô la, gấp hơn 3 lần mức giá Uber Ross đề ra. Một vị tổng giám đốc của Coca-Cola hùng hồn tuyên bố, chúng tôi chia ra nhiều hơn 9 triệu đô la, chính là vì không muốn cho PepsiCo có cơ hội đáp trả. Chỉ một đòn thôi cũng đánh lùi được bọn họ. Quả nhiên, PepsiCo không hề đấu lại. Coca-Cola trở thành nhà tài trợ nước uống duy nhất cho Thế vận hội lần đó. Sau khi thu nhận 13 triệu đô la, Uber Ross lại quay qua nhắm vào hai ông trùm ngành phim ảnh, Kodak và Fujifilm. Mức giá đặt ra cũng là 4 triệu đô la Mỹ. Kodak ban đầu muốn gia nhập vào đội ngũ các nhà tài trợ, nhưng họ lại không muốn chấp nhận mức giá tài trợ tối thiểu 4 triệu đô la mà Uber Ross đặt ra. Chỉ muốn chi 1 triệu đô la, cộng thêm một lô phim chụp ảnh. Uber Ross từ chối, còn đích thân bay tới tổng công ty của Kodak để khuyên nhủ họ tiếp nhận điều kiện của ban tổ chức. Nhưng Kodak vốn là một công ty luôn tự tin vào khả năng và năng lực tài chính của mình. Kiên quyết không nhượng bộ nửa bước, họ tin rằng trước sau cũng giành được quyền tài trợ, nên chỉ yên lặng chờ Uber Ross nhường bước. Người Nhật Bản vốn luôn nhạy cảm và tinh ý, nên liền quyết tâm mượn dịp này để đặt chân vào thị trường Mỹ. Công ty Fujifilm âm thầm trả giá với Uber Ross. Cuối cùng, Fujifilm giành được độc quyền tài trợ về phim chụp ảnh cho Thế vận hội Los Angeles với mức giá 7 triệu đô la. Về phương diện xe hơi, General Motors của Mỹ cạnh tranh với Toyota và một số công ty khác của Nhật. Đây lại càng là cuộc chiến cam go, bên nào cũng dốc toàn lực để giành lấy quyền tài trợ duy nhất này. Theo thống kê sau đó, tổng số tiền tài trợ cho lần đăng cai này đạt tới 385 triệu đô la Mỹ, nhiều hơn 40 lần so với Thế vận hội tại Moscow vào năm 1980, khi chỉ có 381 nhà tài trợ với số tiền vỏn vẹn 9 triệu đô la Mỹ. Thu nhập cao nhất chính là từ bán quyền phát sóng trực tiếp tình hình của Thế vận hội. Ban đầu, nhân viên của Uber Ross đưa ra mức giá 152 triệu đô la Mỹ, nhưng bị ông phản đối. Vì thế, ông tự mình nghiên cứu về mức giá phát sóng của hai lần Thế vận hội trước, lại kiểm tra tỉ mỉ mức giá quảng cáo của các đài truyền hình ở Mỹ. Cuối cùng, ông đặt ra mức giá tối thiểu 250 triệu đô la. Ngoài ra,
Ông còn bán quyền phát sóng gián tiếp cho các nước như Mỹ, Úc với mức giá 7 triệu đô la. Từ đó về sau, tiền lệ phát sóng miễn phí các trận thi đấu thể thao trên đài truyền hình đã bị xóa bỏ. Kết quả, về phương diện quyền phát sóng, Uberos đã thu được 280 triệu đô la. Trước khi khai mạc Thế vận hội, cần phải chuyển ngọn đuốc từ Hy Lạp tới New York bằng đường hàng không, rồi đi vòng qua 32 bang của Mỹ cùng với khu vực Colombia. Toàn bộ hành trình này kéo dài 150.000 km, chạy qua 41 thành phố và gần 1.000 thị trấn. Thông qua hình thức tiếp sức, cuối cùng ngọn đuốc được chuyển tới Los Angeles và thắp sáng tại lễ khai mạc. Uberos phát hiện ra rằng, việc tham gia tiếp đuốc cho Thế vận hội là giấc mơ của rất nhiều người và là sự kiện vô cùng vinh hạnh với họ. Thế là ông liền đưa ra một ý tưởng hết sức táo bạo, công khai rao bán quyền được chạy tiếp đuốc cho Thế vận hội, đặt ra quy định mỗi người muốn chạy tiếp đuốc cho Thế vận hội ở trong phạm vi nước Mỹ phải trả 3.000 đô la Mỹ cho một dặm để có được tư cách tham gia. Ý tưởng này vừa đưa ra đã khiến cho toàn thế giới phải xôn xao, dù cách làm này của Uberos gặp rất nhiều lời bàn tán ra vào. Nhưng ông vẫn kiên định với con đường đi của mình. Cuối cùng, ông vẫn thu được một khoản tiền lời lên tới 30 triệu đô la Mỹ. Đặt ra kế hoạch vé miễn phí cho người tài trợ. Nhưng ai tài trợ 250.000 đô la Mỹ mỗi ngày sẽ được tặng hai vé với chỗ ngồi ở khán đài tốt nhất. Mỗi công ty phải tài trợ 500.000 đô la mới được tới sân vận động để kinh doanh. Kết quả, có 50 công ty từ tiệm tạp hóa cho tới công ty xử lý rác thải đồng ý tài trợ. Ban tổ chức còn tung ra những vật phẩm lưu niệm, linh vật, dù số lượng bán ra không nhiều, nhưng giá bán lại rất cao. Dù các hạng mục của Thế vận hội đa phần đều không thể cắt giảm chi phí, nhưng Uberos đã linh hoạt xử lý, nhờ đó tiết kiệm được một khoản tiền khá lớn. Thứ nhất, vào năm 1932, Los Angeles từng tổ chức Thế vận hội. Dù quy mô của hai lần không giống nhau, nhưng một số cơ sở vật chất của Thế vận hội lần trước vẫn còn có thể sử dụng được. Vì thế, họ tiến hành tu sửa những sân vận động đó, tiết kiệm được không những một số tiền lớn mà còn cả nguồn nhân lực. Thứ hai, Uberos chỉ chính thức tuyển dụng 200 nhân viên so với 2.000 nhân viên của Thế vận hội Moscow, chỉ bằng 1/10, tiết kiệm được một khoản tiền công lớn. Khi Thế vận hội tới gần, cả thành phố Los Angeles đều ngập tràn trong không khí háo hức mong chờ. Những cơ sở trang thiết bị thể thao được các công ty tài trợ cải tạo, trang bị đã thay một màu áo mới, khiến thành phố Los Angeles trở nên vô cùng lộng lẫy. Trời không phụ lòng người, Uberos dùng kiệt tác của chính mình chờ đón thời khắc Thế vận hội khai mạc. Sau khi nguyên chủ tịch Ủy ban Thế vận hội quốc tế Juan Antonio Samaran thị sát những trang thiết bị này, liền nắm tay Uberos tỏ vẻ hài lòng và nói: Thế vận hội được tổ chức ở Los Angeles lần này là tốt nhất, hoàn hảo rồi. 7.960 vận động viên đến từ hơn 140 quốc gia và các khu vực trên thế giới đã khiến quy mô của Thế vận hội Los Angeles lần này vượt qua bất kỳ Thế vận hội nào trước đó. Trong suốt thời gian diễn ra, dù mọi công tác chuẩn bị đều được thực hiện chu đáo nên khán giả vô cùng nhiệt tình, sân vận động náo nhiệt, vé vào cổng đều bán rất chạy. Khi cuộc thi điền kinh diễn ra, hàng ngày có tới 90.000 người ngồi kín chỗ trên khán đài. Trước kia, bóng đá vốn là môn thể thao ít được chú ý tại Mỹ, nhưng tại Thế vận hội lần này, số lượng khán giả lại đông hơn cả điền kinh. Đến ngay cả khúc côn cầu cũng chật cứng người xem. Khi trận đấu bóng chày diễn ra ở sân vận động Dolores, khán giả dường như đứng kín mọi ngã đường. Đồng thời, dường như toàn thế giới đều chăm chú theo dõi mọi hoạt động của Thế vận hội thông qua truyền hình. Lễ bế mạc hoành tráng dường như vẫn còn in đậm trong tâm trí bao người cho tới tận ngày hôm nay. Trong buổi họp báo kết thúc Thế vận hội, Uberos tuyên bố đây là Thế vận hội đầu tiên thu được lợi nhuận, ước chừng khoảng 15 triệu đô la Mỹ. Một tháng sau, bản báo cáo chi tiết của ban tổ chức đã nêu rõ lần đăng cai này thu lãi 250 triệu đô la, thành công chưa từng có về mặt tổ chức và tài chính của Thế vận hội tại Los Angeles đã trở thành hình mẫu cho các Thế vận hội sau này. Kết quả này chứng minh Uberos chính là một thiên tài kinh doanh. Dĩ nhiên,
Thiên tài này chỉ có thể bộc bạch hết tài năng của mình ở những sân chơi có quy mô lớn như Thế vận hội. Ông đã tổ chức thành công một sự kiện mà ngay đến chính phủ cũng không dám nhúng tay vào, hơn nữa còn thu về được khoản lợi nhuận vô cùng lớn. Mượn thời thế tạo nên chiến công, Jiborot không phải là người đầu tiên, chỉ là một trong số các đại diện của người Do Thái. Đương nhiên, ông cũng là hình mẫu mà người Do Thái ngưỡng mộ và noi theo, ước mong một ngày có thể lập được thành tích như ông.